Chào các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay, Cửa Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách nấu nước yến tại nhà. Đây là một cái thức uống ngon và bổ dưỡng, đặc biệt thích hợp với những ai đang mang thai hoặc là sau sinh, trẻ em mà bị suy dinh dưỡng, rồi những người bị bệnh nè, hoặc là những người sau hậu phẫu thuật đó các bạn. Thì mình có thể nấu nước yến để mình bổ sung thêm chất dinh dưỡng nè, đẩy nhanh cái quá trình hồi phục của cơ thể. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách nấu nước yến tại nhà thì hôm nay Cửa Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để nấu nước yến á, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là tổ yến ha các bạn ha. Nếu mà các bạn nấu khoảng 500ml nước yến thì mình sẽ sử dụng là một cái tay yến. Còn nếu mà mình nấu 1 lít thì mình dùng là hai tay nha các bạn. Thông thường một cái hộp yến như vậy mình mua nó sẽ rơi vào khoảng từ 12 đến 15 cái tay yến nha. Trọng lượng mỗi tay yến trung bình nó sẽ từ 8 đến 10 gram. Nên là các bạn cứ việc dùng hai cái tay yến cho mình. Đường thì mình sẽ dùng là đường phèn nha các bạn. Đường phèn nè cho nó tốt, chứ các bạn đừng nên dùng đường cát ha. Rồi đầu tiên á, thì mình sẽ cho hai cái tay yến ha các bạn vào trong một cái tô. Và các bạn cho mình vào đây là nước để mình ngâm ha. Miễn là nó ngập hai cái tay yến là được nha các bạn. Nước thì mình sẽ sử dụng là nước đun sôi để nguội nha. Đó, các bạn ngâm cho nó ngập hai cái tay yến. Thời gian mình ngâm hai cái tay yến này trung bình thì nó sẽ khoảng từ 1 đến 2 tiếng nha. Nó tùy vào cái tay yến mà các bạn mua ha. Ví dụ như những cái bạn mà mua tay yến của mình á, thì các bạn sẽ ngâm cho mình là 1 tiếng ha. Ngâm 1 tiếng mà nó mềm rồi, chút nữa mình sẽ xé cho nó tơi rời ra ha. Về cái yến sau khi mà các bạn đã ngâm được đó, ngâm được 1 tiếng rồi đó, thì bây giờ mình sẽ dùng cái nĩa, hay là các bạn dùng tay các bạn xé cũng được. Nói chung là dùng cái nào cũng được, xé cho nó tơi rời ra các bạn ha. Mình đừng có để nguyên cái tay yến như vậy. Nếu mình để nguyên cái tay như vậy mình chưng nó lâu lắm. Mà mình chưng lâu như vậy thì tổ yến nó sẽ bị mất chất ha các bạn ha. Các bạn lưu ý ha. Thông thường khi mà chưng yến á, thì mình sẽ dùng cái nồi đất ha. Tại vì mình có đọc một vài cái tài liệu á, thì người ta kêu là nồi đất mà để chưng cái tổ yến thì nó sẽ không có bị mất chất dinh dưỡng. Còn nếu mình dùng những cái nồi khác, ví dụ như nồi nhôm, nồi inox á các bạn, thì nó sẽ tác dụng với lại cái tổ yến này nè ha. Nó sẽ làm cho cái tổ yến mình nó biến đổi đi một số cái chất, rồi nó mất chất dinh dưỡng. Nên là thường là mình sẽ dùng cái nồi đất hoặc là cái nồi gốm sứ đồ đó ha, để mình chưng cái tổ yến. Bạn nào mà muốn mua tổ yến thì hãy liên hệ với mình ha. Liên hệ với mình qua Facebook nè, hoặc là các bạn để lại cái số điện thoại của các bạn đó trên cái bình luận, cái phần bình luận của video cũng được. Mà thường thì mình cũng sẽ để cái đường link của Shopee á, mua trực tiếp luôn. Bạn nào mà muốn mua trực tiếp thì mua ha. Còn ai mà không biết mua thì liên hệ với mình qua Facebook. Cũng có nhiều bạn hỏi mình là về cái thời gian rồi cái bảo quản cái tổ yến này nè. Thì nói về cái thời gian mình sử dụng tổ yến thì tốt nhất là mình nên dùng vào buổi sáng ha các bạn. Buổi sáng hoặc là buổi chiều ha, chứ đừng nên dùng là buổi tối. Tại vì cơ thể mình nó cũng cần một thời gian nhất định để nó hấp thụ những cái chất dinh dưỡng trong tổ yến. Nên là các bạn mà ăn gần giờ mà các bạn ngủ buổi tối quá đó thì nó cũng không tốt. Tổ yến thì mình sẽ ăn thường xuyên thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà thực ra thì với một cái hộp yến 100g như vậy các bạn có thể ăn được vài tháng luôn. Không quan trọng là một lần các bạn ăn nhiều ha các bạn, nhưng mà quan trọng là các bạn ăn thường xuyên cho mình. Ví dụ như là cách một ngày các bạn ăn một lần ha. Thì thông thường ví dụ như mình chưng hai cái tổ yến như vậy đó, thì mình sẽ chưng nó được khoảng 10 chai ha. 10 chai thì 10 chai là 100ml đó. Thì mỗi ngày hoặc là cách một ngày các bạn dùng một chai cho mình, rồi mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nha. Khi nào mà sáng các bạn đi làm các bạn lấy thêm một chai các bạn uống. Mình duy trì như vậy chừng vài tháng thôi là cơ thể mình các bạn sẽ thấy nó thay đổi rất là rõ rệt luôn. Nhất là những ai mà có sức khỏe không có tốt nè, rồi trẻ em, bé nào mà nó suy dinh dưỡng đó các bạn, nó chậm hấp thu chất dinh dưỡng đó, thì ăn cái tổ yến này. Hoặc là những người sau khi phẫu thuật cần cái sự hồi phục tốt đó, thì các bạn dùng cái tổ yến này. Trong thời gian mình đi xé cái yến đó các bạn, thì các bạn cũng chuẩn bị những cái lọ hoặc là những cái chai nhỏ để mình đựng cái yến ha. Mình sẽ bắt lên một cái nồi nước sôi để mình trụng, bắt buộc là phải trụng nha các bạn. Các bạn mà không trụng những cái hũ này thì mình để nó sẽ bị hư á, và cái yến này nó cũng sẽ bị mất chất dinh dưỡng nữa. Nên là các bạn sẽ phải trụng nước sôi nha. Trụng nước sôi rồi mình để cho nó khô ráo luôn ha, rồi mình mới cho cái yến vào mình bảo quản trong tủ lạnh. Thông thường khi mà các bạn mua cái yến bên ngoài á, cái nước yến uống bên ngoài các bạn, thì người ta sẽ cắt nó ra và người ta cho thêm một vài những cái chất khác vào, ví dụ như chất làm dày á, để cho cái yến đó các bạn nó trôi lơ lửng trong cái lon, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn ví dụ như ở nhà mình uống á, thì thực ra thì chỉ cần là các bạn xé nhỏ ra là được rồi. Còn bạn nào mà muốn làm để mình bán á, thì mình sẽ cắt ra dùng cái kéo á ha. Các bạn dùng cái kéo á, các bạn cắt cho nó nhỏ nhỏ ra như thế này ha, thì để mình bán. Còn ví dụ như ở nhà mình làm, mình uống, mình sử dụng á, thì khỏi ha các bạn. Miễn là mình chưng chín xong rồi mình chia đều nó vào trong những cái hũ ha, rồi khi nào mình uống thì mình lấy ra một hũ mình uống đó.
Tất cả những cái hũ các bạn trụng nước sôi ha, nấu lên ít nước sôi rồi các bạn trụng. Bây giờ để chưng cái yến á, thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái nồi ha, mình sẽ lót vào đây khoảng ba cái khăn mỏng. Mình đừng có cho cái nồi nó cái thố yến á, nó tiếp xúc trực tiếp với cái nồi nha các bạn, nó sẽ làm cho cái nhiệt độ nó rất là cao ha, nó sẽ làm cho tổ yến mình nó bị mất chất dinh dưỡng đi. Mình đổ nước vào nó cỡ khoảng 1/3 chiều cao của cái thố thôi, đừng có nhiều nước quá, nhiều nước quá nó nóng lên rồi nó cũng tràn vào trong cái thố yến của mình nha các bạn, lưu ý ha. Đây mình sẽ đặt cái thố yến vào đó, cái mực nước thì nó cỡ khoảng 1/3 chiều cao của cái thố chân yến thôi là nó vừa. Về cái lượng nước á, thì các bạn cho mình vào đây là 1 lít nước. Với hai cái tay yến như vậy á, thì các bạn cho 1 lít. Về cái đường á, thì mình sẽ cho vào sau ha, mình không có cho đường vào ngay lúc này. Mình mua cái thố này nó đúng là khoảng 1 lít 25 á, là mình lấy mình chưng 1 lít là nó vừa. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ chưng 30 phút. Chưng với lửa nhỏ nha các bạn, tính từ lúc nước lạnh ha. Nếu mà các bạn nấu những cái món ví dụ như là mình có nước sôi đó thì mình chưng khoảng 20 phút. Còn nếu mà mình chưng từ lúc nước nó lạnh như thế này á, thì các bạn chưng 30 phút cho mình, chưng với lửa nhỏ nha. Và khi mà chưng thì bắt buộc là phải đậy nắp nha các bạn. Ok ha, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Sau khi mà các bạn đã hấp được khoảng 30 phút rồi thì lúc này là mình mở nắp ra nha. Mình sẽ cho cái phần đường vào ha các bạn, đường phèn á ha, mình cho vào. Thì cái lượng đường thì nó cũng tùy vào cái độ ngọt, cái sở thích của mỗi người ha. Mình cho nó cỡ khoảng 1/4, 1/4 chén nha các bạn. 1/4 chén này nó cỡ khoảng 50g ha. Cho vào. Mình sẽ tiếp tục là mình hấp với lửa nhỏ nha. Các bạn hấp thêm cho mình 5 phút rồi sau đó mình tắt lửa, mình sẽ ủ. Mình ủ như vậy để cho cái đường nó chín hoàn toàn á các bạn, thì mình sẽ bảo quản được rất là lâu. Nếu mà đường mà không chín ha thì mình sẽ để nó không được lâu, nó sẽ bị hư. Ha, mình sẽ tiếp tục là mình chưng với lửa nhỏ nha các bạn. Các bạn chưng thêm 5 phút rồi các bạn tắt lửa ha, để cho nó nguội rồi mình lấy ra thôi. Sau khi mà các bạn chưng xong rồi thì mình nhớ để nguội nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ rót nó vào trong những cái hũ như thế này, rồi các bạn đậy nắp lại rồi mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh. Các bạn để cho mình nó cỡ khoảng 1 tuần, ha, 1 tuần hơn cũng được đó. Sáng mỗi khi mà các bạn đi làm thì các bạn lấy thêm một hũ, hoặc là các bạn uống luôn. Thì một cái hũ như vậy nó là 100ml đó nha các bạn. Thì các bạn có việc là múc cho nó vào trong đầy một cái hũ, trộn đều lên nha các bạn. Ví dụ như sáng các bạn ăn sáng xong rồi đó thì mình đem thêm một cái hũ như thế này ha, rồi đi làm á mình đem lên công ty mình sử dụng. Ok, thì hy vọng là qua video này Cường Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách nấu nước yến tại nhà. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích thức uống này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.